đã thành con thì đã là con là nếu mà bây giờ là chúng không được thì chúng đấu ở đây đấy, vì xưa này là chưa bị miệng nó thì nó cách điện mà chúng đấu rồi thì chúng nào nó hở. Min nói lại một lần nữa cho chú Minh nhớ. Hướng dẫn bằng tiếng Anh. Không, cái này thì nó chẳng có gì cả. Min cứ nói lại một lần nữa như vậy. Cái AQ của nó đúng không? Đúng rồi nha, cái AQ của nó cực dương là màu đỏ. Âm là màu này, bình âm này. Đấy. Còn chúng có sao AQ anh cũng thấy đây là một phần dây. Nó vào đây. Và nó vào đây. Chương đây còn hỏi cái gì nó không hỏi đi em quay lại đây này. Em quay lại xong em gửi cho chị nếu chị cần. Chị Phương ơi, chị hỏi gì chị hỏi luôn đi. Sao em quay lại. Khi nào chị cần em gửi cho chị cái này chị hỏi lại xem là thay cái gì đây. Thì giống nhất. Nhất nha. Đấy. Nhất thì là năm trước đầu tiên. Em một lần thì là cái này là cho là máy mới cho nó cũng sẽ có cặn sắt cái mặt sắt này. Mình thay nhau lần đầu tiên là khoảng 5 giờ. Lần thứ hai là 20 giờ. Và các lần tiếp theo là 50 giờ. Khi nào khó nổ thì làm thế nào? Đấy. Khó nổ thì bây giờ là mình sẽ cứ ra cái máy này khó nổ thì mình kiểm tra trước. 5 giờ thì nó sẽ từ 3 giờ chiều thay. Chạy liên tục 5 giờ, nếu mà chạy 5 giờ thì nó sẽ thay. Bây giờ chạy 1 tiếng thôi thì bây giờ như chạy 1 giờ thì tắt đi thôi. Mấy ngày sau thì chạy 1 giờ nữa, hoặc là 2 giờ nữa thì cứ cắt làm cho 5 giờ nữa. Mà mình có thể thay trường cũng được. Máy chạy 5 giờ. Còn nếu mà giờ cái nguyên nhân mà nó khó nổ ấy, một là nước thiếu, hai là nước nhiều quá, ba là do là nước bẩn quá. Hoặc là xăng hết chưa? Cái này nó có cảm biến nước đây thì do là cảm biến nước này nó rất là đường dây. Máy của Nhật cũng như là máy bên tranh trước ấy thì nhiều khi là nó cảm biến bình thường. Nhưng nước hàng Nhật này thì cũng cảm biến rất là tốt. Nên là nhiều khi nó khó nổ, nước bẩn này hoặc là nhiều nước quá, ít nước quá là nó gây nên khó nổ. Có cần phải hướng dẫn lại cái dạng nổ không? Vẫn khó nổ thì kiểm tra cái chế này. Do là ví dụ là đấy là mình để một thời gian dài mình không dùng thì cái chế này nó sẽ bị đóng cặn thì chú tháo cho ốc cái ốc này. Đây là chú xả cho cái ốc này ra này. Đấy. Chú tháo ốc vâng thì xả cái xăng cặn ra. Xả hết cái xăng cặn ra. Thế là xong là không phải tháo được là tháo vâng. Đấy thôi. Vâng, tháo mỗi cái này thôi. Đấy, tháo mỗi cái ốc này để xả cái xăng cặn ra thôi. Thế còn có cần phải hướng dẫn lại cách giật nổ nữa không? Có cách này không? Nó là gạt le ra đây đúng không? Vâng. Đấy là mình nâu mình không dùng. Nâu không dùng thì chú đóng le vào. Mình đóng le để không cho gió nó vào nữa. Bắt đầu mình giật nó nổ lên, khi nó nổ phát là mình lại giật le về bên này. Còn không dùng cái đấy không có nhà thì cái le này. Vâng, cái le này cô để như nào cũng được, đóng vào và mở ra cũng được. Còn khi máy nó nổ là bắt buộc phải le phải mở. Rồi. Khi máy nó nổ rồi là phải mở ra. Vâng. Khi máy nó nổ nó mình phải mở. Thế còn nó dùng bao nhiêu thì cái này nó tự động đúng không? Dùng nhiều thì nó tự động. À còn cái này điều chỉnh ga, ga là của nó là ga là hệ thống ga tự động. Ừ. Tức là chú dùng cơ nhiều công suất thì máy nó sẽ tự nổ to lên. Ừ. Đấy nó thì nó sẽ tự tải công suất cao cao lên. Còn chú dùng ít công suất thì bây giờ kể cả dùng hay không dùng thì nó công suất nó cũng sẽ chỉ là một đẳng mức độ. Nhưng khi dùng mình dùng lên công suất lớn ấy thì máy nó sẽ ga tự động lên. Tự động lên. Hệ thống ga. Cái này là động cơ này là cũng của Nhật đấy. Chú nhớ cái tháo dầu tháo nhớt chưa? Cái này con này là hàng nhập khẩu mà. Con này hàng nhập khẩu. Có hàng lắm ạ. Đây cái này tháo đây thôi, tháo nhớt đây thì. Đấy tháo nhớt đằng sau này nó như nhau thì xả nhớt. Rồi, xả nhớt. Đấy. Đây là cái số xả nhớt này. Tháo một tháo đầu. Em chỉ vào đây cho chị nhá. Xong rồi lần sau nếu mà chị ấy mà chị không cần em lại gửi cái file này cho chị. Qua Zalo thì chị mở ra chị và chị xem. Cái này hứa chị luôn. Còn xăng thì đây. Xăng thì tháo ở đây. Đấy. Đây này cái chỗ rốn bình xăng nó xuống đây này chị nhìn thấy chưa? Đấy thì mình tháo ở đây ra. Mỹ ơi tháo xăng ở đây đúng không nhỉ? Đúng rồi. Đây rồi. Em chụp cái nào. Lần nào về kho thì cứ bóc ra mà chụp lại. Nhưng mà nó bảo là cô cần phải tháo, cô cần phải tháo xăng làm gì đâu. Mỹ ơi muốn lần cô không dùng nó để cô xác định là nó không dùng đâu. Khóa xăng nào có này vào này. Khóa xăng như khóa xe máy đấy. Đấy là khóa xăng. Bây giờ mình mở ra một tí về lại bảo không sao lại không nổ được. Không để ý mình phải kiểm tra chứ. Đây là mở xăng khóa xăng. Mình kiểm tra xem mà thứ nhất là xăng. Đây là mở xăng này. Theo cái dây này là khóa. On up này. Đây, theo cái dây này là khóa. Có chữ này, on này. Okay. On là mình để thẳng xuống. Đấy. Đấy là đang mở xăng. Đây là mở. Đây là đóng rồi. Thực ra là chả có cái quan trọng. Đây là chú nhớ mình phải đóng cho gì cả. Của cái máy này này. Là khi mình dùng điện của gia đình. Mình phải tính cái công suất nó. Nên là đừng để quá công suất. Nên là nhiều khi để quá công suất ấy. Nhưng kìa. Khi mà như là cô chú đúng không? Để tiên nổ máy này xong. Để cho nó máy nó chạy khoảng 1 phút. Đúng không? Để cho nó ổn định cái máy ra. Mà mình bật dần từng thiết bị lên một chứ đừng bật qua là tất cả các thiết bị. Ừ. Nên là hàng máy nó khi tất cả các thiết bị mình khởi động lên nó sẽ không có sự đề ba.
thì nó cũng tụ nó kích điện lên thì coi như là nó gấp đôi công là nó gấp đôi công suất điện, công tích ứng kịp. Vâng, nên là cái máy nhiều khi kể cả nó chạy bằng AVR, tức là chạy bằng cảm ứng điện tử đấy, nhưng mà nó vẫn kéo sập máy bình thường, vẫn kéo cháy máy bình thường. Khi nó đầy ba thì làm sao nó ấy được. Và chú ý quan trọng nhất cho cháu là xăng nhớt nhá. Khi đấy là chú phải bật từng thiết bị một. Chị nhá, chị nhớ nhớt đấy. Nhớt là mình phải, khi mình dùng liên tục là chị phải kiểm tra nhớt. Nếu nhớt nó khô không hỏng ấy. Và nếu mà trường hợp mà để thiếu nhớt này, hoặc nhớt nó hỏng là nó dẫn đến tình trạng bó biên đấy. Bó biên vỡ biên là thay rất nhiều tiền. Tiền không bảo hành. Cái này do người sử dụng. Thì có nghĩa là quan trọng là khó tìm. Nếu mà chỉ có thay linh kiện Trung Quốc vào thì rất là săn. Không, nhưng mà